Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua phải nói rất nhiều các cô các chú các anh chị ở tất cả các tỉnh rất xa về để báo tin nhà anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để tìm vợ, tìm chồng, tìm con. Hôm nay thì tiếp tục quả anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương tiếp tục vào một buổi sáng, một buổi chủ nhật cuối tuần tiếp tục tiếp nhận một thông tin một anh trai cũng tương đối lớn tuổi đang dắt theo hai người con rất nhỏ về đây báo tin nhà anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng tin tìm vợ. Câu chuyện này phải nói là rất phức tạp, bởi vì anh trai này kể những cái tình huống, những cái tình tiết phải nói là anh em nghe rất xúc động và nghẹn lòng. Hy vọng là cô chú anh chị mọi người xem hết video này. Dạ xin phép chào anh nhé, anh có thể anh giới thiệu anh họ tên là gì? Em tên Nguyễn Văn Vũ. Nguyễn Văn Vũ ha. Dạ. Anh Vũ năm nay nhiêu tuổi rồi? Đúng, năm nay 72 tuổi. Ô, 52 tuổi trên năm 172, 1972. Năm dạ. nay 52 tuổi ha. Dạ, năm. Mình nguyên quán ở đâu anh Vũ? Nguyên quán ở Cây Sách, tỉnh Sóc Trăng. Anh người Khmer hay người Kinh? Em người Kinh. Người Kinh nha, dạ. Nhưng mình sống tại Sóc Trăng. Có mình sống tại Sóc Trăng mà có vợ về bên Trà Vinh. À. Huyện Cầu Kè. Dạ. Tỉnh Trà Vinh. Xã Hòa Tân trong lô 2. Hôm nay anh về đây dắt theo hai người con. Anh muốn nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương giúp anh chuyện gì vậy? Như nhờ anh hiệp sĩ Bình Dương mấy anh trong đội là nhờ tìm vợ về giùm. Anh có thể anh giới thiệu là vợ anh họ tên là gì? Vợ em tên Thạch Thị Tha, năm nay nó 31 tuổi. Thạch Thị Tha là họ vợ là người Khmer. Thạch Khmer. Thị Tha. Thạch Thị Tha. Dạ, vợ anh nhiêu nhiêu tuổi? Năm nay nó 31 tuổi. Ồ, sao vợ trẻ chứ vậy anh? Tại vì hồi đó mình đi làm mà mình thấy vợ mình nó kêu mình đi làm, mình chỉ nghĩ mình làm cho phụ cho nó thôi, mà cuối cùng rồi hai đứa để ý thương nhau luôn. À, trước đây là vợ anh là bà chủ. Còn có cũng như vợ anh, vợ em hồi đó là nó cũng nghèo, nó trên phố về cái nhà cắt nát trơn rồi, nó mới kêu mượn em á, anh ơi ở đây có ai mà làm thợ không sửa lại cái nhà giùm em. Thì từ lúc đó mà em ra em sửa được cái nhà rồi, em cứ cây sửa cái nhà rồi á, là vợ em nó để ý, nó thương em, mà hai đứa cũng thương nhau luôn. Anh gọi là anh là một người đi đúng ra là anh một người đi làm cho vợ, gọi là mình nói thẳng là làm thuê đi cho vợ. Hồi đó là mình mua cây bán Thì đó ông chủ làm cây, cỏ. ông chủ cưa cây và làm nhà, và chính ông chủ này xây dựng cho vợ căn nhà, và từ lúc đó là hai người lại sinh tình cảm và quyết định đến với nhau. Mình có đăng ký kết hôn không anh? Dạ có đăng ký kết hôn. Mình có làm đám cưới không? Dạ không có làm đám cưới. Mình có làm mâm cỗ nào, mâm bàn nào Dạ không có làm không? mâm Không, bàn. cứ vậy là đăng ký trong là ở bên chung thôi. Dạ. Vậy là hai người có yêu nhau dữ không anh? Dạ em thương vợ em dữ lắm. Thương vợ dữ ha. Không sao, thương vợ dữ mà vợ anh trẻ quá. Tại vì con cái mình nghèo khổ quá, của mình nghèo khổ. dây tiền ở ngoài. Rồi vợ nó thôi để em đi làm, em kiếm tiền, mà nó năn nỉ mình mấy tháng nay mình không có cho. Mình nói thôi bây giờ anh đang xuống mới đu đủ. Em mướn về em bển tới 11 không đu đủ luôn đó. Mà em chồng là đừng có à. 11 không đu đủ đó mà khi vợ em nó qua nó tiếp em, mà vợ em nó nói xa quá nó nào không chịu đi, nó đòi đi thành phố nó làm. Em nói thôi giờ em ở nhà chăm sóc con đi, từ từ anh làm rồi mình trả nợ được. Là cũng như mình vay ở trong ngân hàng đó, là cái sổ đó. Một tháng là vay còn là ba mấy triệu, vợ nó vay ở ngoài phụ nữ thêm 30 triệu nữa, là hai cái giấy đó giờ vợ nó đem theo nó giữ nó mất tiêu luôn rồi, với cái sổ hộ khẩu với cái giấy kết hôn là cái giấy chính đó. Em đi ra xã em nhờ mấy anh em ngoài xã làm lại cái giấy cái giấy cái bản sao cho em, mà bản sao em đem lên đây, nãy em có đưa cho ảnh mà anh kia nói là cũng như mà chưa có cái chữ ký á. Tại vì bữa thứ bảy chủ nhật á là mấy người đó người ta không có làm, tao nói hẹn bữa thứ hai, mà em không nóng quá, em không nóng quá em ráng đi tìm vợ. Anh cho em hỏi thế này nhé. Dạ. Vậy là trong thời gian vừa rồi anh và vợ anh làm công việc gì? Em đi mua bán cây, mà thời gian nay khoảng chừng 2-3 tháng nay em không có đi mua bán cây nữa, mà em vô dừa em làm, em trồng đu đủ em bây giờ là nó có bông gió hết trơn rồi, mà em bỏ năm nay 10 ngày mấy ngày em không có qua chăm sóc. Thế còn vợ anh làm công việc gì? vợ em thì ở nhà thì nó bán tiệm tạp hóa Tạp hóa lớn không anh? nhỏ, cũng bán cà phê đồ bậy bạ, với bán dừa trái cây đồ với Có anh, đủ sống không anh? mà nó không đủ sống thành ra nó mới đòi đi làm. Xong rồi vợ anh đi làm. Vợ anh đi làm ở đâu? Không không biết luôn, tại vì hồi lúc nó đi làm đó, nó đi làm thôi, là bên dòng họ mình, bên vợ mấy bác mấy chú mấy anh đó, hỏi làm đâu nó cũng nói đi làm, mà nó không chỉ chỗ là nó Trước khi vợ anh đi làm, vợ anh có báo là vợ anh chuẩn bị đi làm ở đâu xa không anh?
Không. Không luôn. Nó không có nói. Vợ vợ anh trốn đi à? Dạ, bữa đó là... Vợ anh trốn đi ban ngày ban đêm anh? Ban ngày là bữa đó nó đưa em, con em nè, đi qua bên chắc chiều đó, nó ngủ qua, nó với em một đêm bên bên chỗ vườn trồng đu đủ đó. Ừ. Sáng lại khoảng chừng 10 giờ nó nói thôi tôi về tôi khui hụi. Ừ. Rồi mình thấy vậy, thấy vợ mình nó nói vậy thôi, mình kêu thôi em khui hụi thì em về em khui hụi đi thôi để trễ. Đừng nghe, chú quay phim kìa. Rồi cái em kêu thôi đi về đi, thì đi về rồi khoảng chừng 3 giờ em điện lại cho nó là không được. Điện không, không được, tắt nguồn điện thoại thuê bao. 5 giờ em điện lại cái nữa không được. Cái 6:40 em điện cái nữa không được, em sợ trễ phà đó, tại từ bên cầu kè mà đi qua phà cũng mất nửa tiếng qua xong. Cái em điện không được, tới 8 giờ mấy mới điện được, mở nguồn lên thì nó nói em đi tới thành phố rồi. Là cái đêm đó là em ngủ không được, rồi em khóc, em ôm con em khóc, mà em có quay cái phim em ngậm con em khóc. Biết bao nhiêu người mình đừng hỏi anh đang ở đâu, em nói em ở bên Sóc Trăng. Và từ 2 ngày sau giờ em mới điện lại được. Rồi xong rồi hỏi đi làm đâu, nó nói đi làm rồi, nó đi làm, nó đi làm, đi vô hãng mai, đi cắt chỉ gì đó, mà hỏi đâu thì nó không nói. Còn cái người ở ngoài thì người ta nói là nó đi ở lên trên Bình Dương rồi, nó đi lên Bình Dương nó làm xưởng gỗ. Dạ. Mấy ngày nay là 5 ngày nay là nó tắt nguồn điện thoại luôn. Tắt xong luôn. Tắt luôn. Bảo thuê bảo quý khách hiện nay là. Dạ. Đang trên cung trăng không liên lạc được. Ở bên Facebook, bên điện thoại, bên dạ. Số gì không có điện được luôn. Bây giờ cho em hỏi thế này, vậy là kinh tế nhà mình chắc không ổn đúng không? Dạ. Vợ anh đi hôm bữa đi bằng phương tiện gì anh? Cái đó đi ra ngoài là nó đi xe chắc chiều, đi xe một thì đi xe của ông Năm Bay, còn hai thì đi xe của gì Hoàng nè. Yeah. Nhưng mà đến giờ phút này anh đang nghi ngờ là tại sao vợ anh quyết định bỏ mấy cha con này. Anh đang nghĩ điều gì? Tại vì cái em nghĩ... Vì là không thương anh hay là không thương con, hay là vợ anh đi theo người đàn ông khác? Vợ em nó đi, nó nói là chủ yếu nó đi làm thôi. Đi làm phải cho anh biết chứ. Mà nó này nó giấu luôn, nó không có nói nữa. Ngoài nó nói em đi làm. Mà nó giờ nó ví dụ nó mở nguồn lên, nó nói em đi làm cho đó đi, mình không có lo. Tại vì mình lo cái sợ cái người khác nó lường gạt nó, rồi nó giận, nó con gái mà. Hiện nay anh được mấy người con rồi, tổng cộng anh được mấy người con rồi? Bây giờ thằng này thì thằng này con của vợ, mà mình giống như con ruột mình. Mình coi như con ruột thằng này thì con ruột mình. Còn là hai người chấp phá. Dạ. Yeah. Dạ, yeah. Đến với nhau. Trước đây em sống năm 2015 tới giờ. Dạ, yeah. Còn là sống với vợ là 20 năm. Dạ. Yeah. Đến giờ phút này. Dạ. Yeah. Là 2023. Dạ. Yeah. 8 năm qua đúng không? Dạ. Yeah. Ôi, thực sự là cái câu chuyện này của anh cũng căng thẳng đây. Vậy là vợ anh đi thì anh tìm vợ những đâu rồi? Em ở lên bến xe miền Tây, em tìm kêu xe ôm nó chở đi qua bên bên là cái xưởng may của Bông Trang á. Người ta nói là xưởng may đó bây giờ ông xe ôm nói giờ không có chở đi, tốn tiền. Xưởng may giờ người ta đóng cửa rồi, rồi kêu mấy đi qua cái xưởng may gì cái gì. Xưởng may gì bên đó cũng gần nên là mà giờ người ta nói hai ba xưởng may đó lớn người ta đóng cửa hết trơn rồi, giờ chỗ có chỉ là đi về dưới Long An thôi, là cái chi nhánh nhỏ người ta về dưới Long An thôi. Còn em suy nghĩ là vợ em giờ nó ăn ở trong thành phố chưa chắc đâu anh. Vợ anh hiện nay thì có thể, vợ anh còn quá trẻ mà, năm nay 31 tuổi mà em. Yeah. Em đi coi vòng vòng người ta nói là vợ em giờ chưa có việc làm, nó còn ở nhà. Anh đi coi gì? Dạ, trời ơi, coi chi tốn tiền đây, coi đó là tào lao mà nhá. Đừng coi mình nóng, nóng nhưng mà đừng có coi như vậy, chi tốn tiền. Thế vừa rồi em nghe thông tin là anh mua thuốc tính cho con anh uống à? Dạ, em lấy ra là hai dĩa thuốc chữa mũi viên vàng đó, thuốc ngủ đó. Trời ơi, là em tính cho con em uống là nó chục viên, em uống là hai mấy viên, 30 viên, và tài hai dĩa đó hai mấy viên đó. Trời ơi, vậy là uống trong hai cha con là ra đi luôn. Dạ, tính uống là cho chết. Nhưng mà mình chưa uống. Mà em suy nghĩ em cho uống lỡ mà thằng này nó không chết á, là em chết rồi, không ai sao không này. Thương quá. Không, lần này nó lớn rồi thì nó có biết được, còn lần này nó nhỏ quá. Thương anh quá trời ơi. Nó nhỏ quá, lần này nó không biết có ngày để cha không à. Nhưng bây giờ nếu như là vợ anh đi này, bỏ anh, bỏ con mà đi theo mấy người đàn ông khác thế này, mà không về với cha con nữa thì chắc
chắc em chết luôn, em không sống nổi nữa. Trời ơi. Em nói bữa nay nếu mà em tìm không được nữa thì cha ba cha con em chỉ có nhảy xuống cầu tự tử thôi. Trời, đừng làm vậy em, làm vậy tội cho con đó. Bây giờ dù rằng là bởi bây vì giờ hôm ngày bác ba nó không có cho này đi theo, không cho này về nhà, em sợ em dẫn này đi về là làm này cái nọ. Em gán nói với chị ba thôi, tối nay cho một phút ngủ ở đây với em đi, cho anh em nó chơi đặng cho nó quý mến nhau. Rồi khoảng chừng 8 giờ em mới hỏi con ơi, con có muốn đi tìm mẹ không? Thằng Phúc, thằng anh hai nó nói muốn, tìm ở đâu? Cái em mới nói là đi thành phố tìm. Mà hồi sáng giờ đi vòng vòng đây nó hỏi biết bao nhiêu người, nó mẹ đi tìm ba, ủa ba đi tìm mẹ ở đâu? Nó để đi lên đây nhờ các đội của anh hiệp sĩ Thanh Hải với mấy anh đồng đội đi tìm giùm, chứ giờ biết mình tìm mẹ ở đâu. Vậy là anh tính nhà mua thuốc cho con buồn. Ở ngày em đi là mấy triệu bạc hết rồi. Em hỏi mượn anh em vòng hoặc cho em không có tiền đâu. Nhưng bây giờ thì cái tình cảm mà lúc trước này dù rằng yêu thương nhau, nhưng bây giờ em nói ví dụ thôi, mà câu chuyện này em nghĩ là có thật rồi nhá. Bây giờ đôi khi là vợ anh đi theo người đàn ông khác đẹp trai trẻ hơn, có tiền sướng thì bỏ anh, bỏ con. Bây giờ có cái là em biết là vợ em nó không có ai gì đâu, nó không có nhẫn tâm gì đâu. Trời ơi, anh được ơi. Trời, chuyện gì cũng như là nó đi làm rồi, nó em nhắc lại kiếm thôi. Em nhắc lại cho anh nghe này, anh em hiệp sĩ Bình Dương gặp những trường hợp này phải trên 2.000 trường hợp rồi. 2-3.000 trường hợp, và em nhắc lại cho anh như vậy. Rất nhiều người rất thương yêu nhau. Nhưng nhiều người phụ nữ lừa chồng, lừa con, bán ôm toàn bộ tài sản đi theo người đàn ông khác. Còn đây là câu chuyện chính bản thân vợ anh với anh cũng chỉ là một mối tình chấp vá. Hiện nay tài sản chung theo em được biết như vậy thì hoàn cảnh rất khó khăn, tài sản chung không có gì, ngoài ra chỉ có đứa con chung thôi. Vì vậy bây giờ vợ anh bỏ anh như thế này để đi theo người đàn ông khác là cái điều đó dĩ nhiên và có thể sẽ xảy ra. Không có lý do gì mà vợ thương chồng, chồng thương vợ, vợ chồng thương yêu nhau mà đi làm ăn ở đâu đó để kiếm tiền về phụ giúp gia đình mà vợ không báo tin, vợ tắt sóng, không nghe điện thoại, không trả lời mà trốn đi một cách bạch vô âm tín này. Đây là một điều rất bí ẩn và vô lý, không bao giờ có thật. Chính vì lý do như vậy em nghe thông tin anh mua thuốc vì anh muốn cho con anh uống và anh cũng uống để cha con anh ra đi. Nhưng vì lý do là đôi khi anh ra đi nhưng con anh không ra đi thì ai là người sẽ nuôi con anh? Này nó chết nè. Đó. Em chết rồi không ai nuôi nó. Đúng rồi, rất khổ. Con anh thì mồ côi cha mẹ luôn. Bởi vì người đàn bà người ta đã quyết định bỏ chồng bỏ con như thế này, em nói thật các anh em ấy sẽ giúp anh, mục đích chính là tìm được vợ cho anh quay trở về. Còn vợ anh quay về như vợ anh lên tiếng là tôi không yêu anh, vợ anh có mối quan hệ khác ngoài luồng, đến lúc mình cũng phải chấp nhận anh ạ. Chẳng thà bây giờ nó nói tới đó nó không có thương em được. Dạ. Yeah. Thì em phải chịu thôi. Ừ. Cái nhưng mà hay bạn. Bây giờ vợ em nó lặng lẽ đi ra Nam Thẩm, nó không nói em tiếng nói nào, mà nó tắt nguồn điện thoại luôn. Là lúc này đã em đang ấy lắm, em phân chân cho lắm. Nhưng mà mình là đàn ông phải mạnh mẽ nhỉ, bản lĩnh anh nhá. Nhiều người người ta không có chân có tay, người ta còn cố gắng. Còn đây là dù rằng anh cũng lớn tuổi, đang nuôi gọi cha già con cọc, biết rằng cái cuộc sống vô cùng khó khăn ở phía trước, vì cái hoàn cảnh rất khó khăn. Là bây giờ vợ thì bỏ đi như thế này thì em nói thẳng luôn là đi theo người đàn ông khác rồi. Không có lý do gì vợ anh đi theo một người phụ nữ hoặc đi theo một ai đó mà đi làm để kiếm tiền, mà tại sao không dám báo cho gia đình? Thì cái hai ngày tới ngày thứ ba là nó bay, em còn gọi nó mở danh Zalo, Facebook cho em coi là nó trong cái nhà trọ đó là toàn là cây chứ cây dắt ba cái tôn không à, là nó nói là ở trong nhà trọ là 4-5 người đó hùng lại, là bây giờ một tháng là nó chia ra một người là 400.000 tiền điện tiền nước luôn. Anh có tin không? Bởi vậy mà có cái là em không biết là nó thiệt hay là mà anh chẳng đang ngủ trong khách sạn ấy, em nói thật đấy nhá. Đây em nói chuyện nghiêm túc đấy, vì đang khổ mà giờ gặp sướng là riêng vợ anh ấy. Không có đâu này, bây giờ vợ em chắc em là nó làm ở mấy cái công ty nào đó mà nó lại nó mướn mấy cái nhà trọ. Bây giờ là công ty này là công ty mát mẻ này nhá. Đây là em nói thật, nói chuyện nghiêm túc không phải giỡn với anh đâu nhá. Vì vậy cho nên
đồng ý là trong cuộc sống phải tin vợ, vợ tin chồng. Bây giờ có cái nếu mình nói lên vậy thì cộng đồng mạng người ta tải cho vợ mình không được. À vậy là anh có biết rồi đúng không? Cũng như bây giờ làm nè, là cũng như là mình tìm kiếm vợ để cho vợ mình nó thương mình, thương con quay trở về thôi. Nhưng mà em nhắc lại, đồng ý là anh thương vợ, anh vẫn cho vợ cái cơ hội để vợ quay về, đúng không ạ? Nhưng nếu vợ anh, nếu thương anh, thương các con anh thì vợ anh không bao giờ đi như vậy, tại vì đúng không? có cái nó đòi em đem đi đòi đi làm hoài mà em không có cho. Đòi là gì anh phải hiểu này, em giải thích lại cho anh. Đòi là vì ngấm đồi, ngấm đòn rồi, em giải thích cho vậy anh đã hiểu ý chưa? Vợ anh ngấm mùi rồi nhá, cái mùi hương quen thuộc ngấm rồi, cho nên vì vậy vợ anh phải đi bằng được, đi nhanh nhất có thể, tránh xa người đàn ông mà cưa cây để đi nhá, và phải đi theo cái mùi nước hoa gọi là lồng lặng. Em nói chuyện nghiêm túc quá, em rất muốn giúp anh, không phải anh đến đây là anh em phỉ báng hay là xúc phạm đến anh đó, em nói chuyện nghiêm túc như vậy. Nhưng mà em rất đáng trách và rất đáng tiếc, vì nếu như anh bản lĩnh thì anh em ok, nhưng mà em thấy anh là con người rất yếu đuối. Vì vậy thực sự trong câu chuyện này anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm được ra vợ cho anh, nhưng vợ anh quyết định đi theo người đàn ông khác mà vợ anh không về. Anh phải cố gắng hết sức là một gà trống nuôi con, mình là vừa là cha là vừa mẹ, cố gắng là lương tựa và các con, và các con sau này cũng là một niềm an ủi cho mình. Không có đàn bà không có sao hết anh ạ, nhá. Đừng vì lý do nào đó mà buộc lòng phải có người phụ nữ đó. Anh phụ tình thì như này thì thực sự là rất khổ. Đây là em nói chuyện rất nghiêm túc. Còn trong câu chuyện này anh vẫn thả cửa cho vợ anh quay về, đồng ý là vì vậy anh mới nên tìm đó. Nhưng mà tìm thế này á, thực sự là một người bỏ đi và một người đi tìm cũng không có dễ dàng đâu. Anh em tìm được nhưng mà được, nhưng quan trọng là có chịu về với anh hay không. Cũng như bây giờ em nhờ anh em trong đội tìm được, biết công thức cho đó thì cho em đi theo em. Rồi để anh đối diện đúng không, sự thật. Mà nếu như vợ anh mà các anh em hiệp sĩ Bình Dương bắt gặp chính thức, cũng giống các câu chuyện khác các anh em đã gặp rồi đúng không ạ, mà gặp sống, bắt sống luôn, quả tang luôn vợ cùng với người đàn ông khác đang sống trong căn nhà hoặc căn trọ, đến lúc bây giờ anh còn tìm nữa không? Em cũng vẫn tìm vợ em giờ. Nhưng mà vợ anh không về và anh ôm chặt người ta. Em cũng tha thứ cho vợ em đó. Anh tha nhưng mà người ta, vợ anh ấy bảo tôi hết yêu anh rồi, tôi yêu anh A, anh B, C rồi, ôm nhau và nắm tay nhau, anh còn tìm nữa không? Thì chẳng thà vợ em nói không tiếng gì. Rồi nếu anh nói như vậy thì vợ này em chúc mừng anh. Còn nếu như anh và tôi quyết định, tôi vẫn ôm chân vợ anh, vợ tôi, thì anh em rất đáng tiếc nhá. Mình bản lĩnh, tỉnh táo, minh mẫn, sáng suốt, tự tin trong cuộc sống sẽ thắng lợi. Mấy mấy bà chị vợ nó thôi mẹ ơi, mẹ đi tìm cái gì? Đó. Bây giờ không gài biết bao nhiêu tiền rồi, thôi đi, cũng đừng có tìm nữa. Vòng vòng sớm ta nói, bây giờ con đi tìm đi nữa, 5-7 triệu bạc để con, hai đứa con ăn được 5-7 tháng. Đúng rồi. Con nói chẳng thà bây giờ con tìm vợ con nó ra tung tích đi, có gì á, tới đó là con không có trách đời con nữa. Bây giờ thế này, anh tuyệt đối không bê con lên cho cầu cho cống là cái điều thứ nhất nha, tuyệt đối không được bê con, bởi con không có tội nhỉ. Con em không có tội ẩm chứ không có nên em ẩm. Anh tính bế cả hai đứa con ra cầu là không được, em không chấp nhận điều đó nhá. Mình đừng làm vậy, tội con, thương các con quá nhỏ mà. Mẹ thì em không có gỡ ai bên nội đó, em cũng ẩm cho ai luôn. Hai bé này á, bé trai bên kia kìa, anh hai là buồn nhất, khổ nhất. Vì trước đây là ba mẹ cũng đã từng xảy ra ly hôn rồi, bây giờ là có ba kế, nhưng mà mẹ không ngờ lại bỏ theo người đàn ông khác như thế này, thì thực sự là rất buồn. Thương quá trời thương, anh em mình chỉ giúp thôi, tư vấn thôi, cặn kẽ cho anh hết lời rồi, hết nghĩa rồi. Cũng như bây giờ mình nói, nếu mà đi theo người đàn ông khác, lỡ mà mất coi cái clip này thì người ta cười người nữa không được anh ấy. Và là bây giờ thì dù rằng có đi theo đi nữa thì mình vẫn bỏ qua. Mình cũng phải mình làm mấy luôn, mình đừng có cho vợ cho người này người kia biết. Này, thương quá. Anh là con người rất thật thà. Vì thật thà mấy này, em này là 1 phút mốt 30 giây này em cho lên đường nhập ngũ luôn, hành quân ta đi lên đường luôn, kiếm chi nhá. Nếu như vợ anh mà trước khi đi mà xin anh ơi, em đến công ty Nguyễn Văn A, công ty Nguyễn Văn B, địa chỉ, số nhà, số phường, số thành phố, em đến làm, nhưng vợ anh vô tình mất tích, thì anh đi kỳ tìm
nha. Đúng không? Đấy là thông tin thật. Chứ còn vợ anh đi mà trốn chui xuống núi rồi này này, em thấy thực sự là có cái gì đó sai sai rồi. Cái con nhỏ bạn mà đi chung với nó đó, chung với vợ á, đưa ra đó luôn, rồi đi chơi chung, đi bữa đó có đi nhậu chung luôn. Mà có cái là nó không, bây giờ nấu nó thì nó nói nó không biết. Đúng rồi. Kêu dẫn lại nhà của người đó nhậu ở đâu nó cũng không biết. Vợ anh đi nhậu, vợ anh có thường xuyên nhậu không? Vợ em thì nói chung bên người Khmer ai cũng biết nhậu. Uống được, vợ anh uống được mấy chén, gọi là chén đấy. Bia thì chắc nó uống cỡ nửa hết. Ôi trời ơi, em uống thì chắc là lửa ly nhỏ thôi là say đến mai rồi, say không có đường về rồi. Uống này đẳng cấp, vợ anh thường xuyên một tuần nhậu mấy lần? Nói chung ở đó mình không, tại vì có anh em tới thì tại mình làm ăn mà. Anh em tới thì anh em rủ nhậu thì mình mua mồi nhậu thôi. Trời ơi, thùa uống vui mà uống này là uống này là chắc là uống này chắc là lăn cu chiên luôn ấy. Anh biết là lăn cu chiên không? Nói chung là em thì em uống ít thôi, em khoảng chừng 1.5 kg rượu là em say tắt hết biết đường rồi. Vậy là anh cái tiểu lượng anh cũng được ấy. Còn nó ngay thôi, vợ em thì nó thôi chuyện nào ăn nhậu thì bỏ qua đi, bởi vì mỗi người có một cái thú vui khác nhau, mình cũng không có thể phê phán điều đó được. Là cái lúc mà vợ em nó đi nhậu đó là mấy ngày sau thì vợ em nó bỏ mất tích rồi. Dạ. Anh có tin là cái người, chính người phụ nữ đó, người nào làm mai làm mối, anh có tin không? Bỏ cái ông già đi lấy thằng kia trẻ lắm, đẹp trai lắm. Cái con nhỏ đó thì nó không có, mà tại vì nó đi chung mà nó giấu thôi, là nó biết nhà ở chỗ nào, nhà nào ở nhà. Nếu như vợ anh đàng hoàng, em nói thật nghiêm túc, em nói rất nghiêm túc, nếu vợ anh đi làm công việc đàng hoàng chân chính, chắc chắn người ta sẽ chỉ. Nhưng đây là một công việc mờ ám có rất nhiều ý nghĩa. Thôi câu chuyện này dài không có ngắn, nhưng mà nói chuyện này chắc anh hiểu rồi, mà chắc chắn cô chú anh chị mọi người hiểu rồi. Nếu ai phát hiện được thông tin anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Đình Dương đăng thông tin ba cha con lên tiếng đi tìm mẹ, tìm vợ, thì các cô chú anh chị hãy liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Đình Dương theo số điện thoại 0913 785858. Mục đích chính là anh em hiệp sĩ Bình Dương muốn tìm và muốn gặp em gái này, để hy vọng là em gái này có câu trả lời là em gái đi đâu và làm gì, để cho anh trai yên lòng và tiếp tục trong cuộc sống để nuôi con. Bởi các con hiện nay thì thiếu bóng của mẹ những ngày vừa qua rồi, nhưng mà thực sự là anh em cũng không muốn là những cái trẻ này mất cả cha cả mẹ. Đêm khuya nó đi tới thành phố Bến Tre là nó xỉu. Trời ơi. Tại vì đi mấy ngày em rồi nó không ăn uống, đây uống sữa, nó ăn bánh mì bạc cho nó ăn cơm, nó nghe nó nhớ mẹ. Nói quá đi tìm mẹ rồi đi tới bên tới ngay gần chỗ bán cơm ăn của cái gì đó ở bên thành phố Bến Tre đó. Yeah. Nó mới ẩm nó xuống thấy nó bật hòa hoài mà nó nóng sốt nữa. Em mới quậy thuốc cho nó uống cái một kia, nó thôi giờ đưa cho cháu vô bệnh viện đi. Em nói nếu mà đưa bệnh viện thì anh bắt xe em quay ngược về Cầu Kè lại. Là em về Cầu Kè đó, đáng lẽ hồi ngày hôm qua đây em lên đây em nhờ anh Hải rồi đó, mà tại vì thằng này nó xỉu, em mới quay ngược về trở về. Con đi tìm mẹ mà xỉu luôn, thương quá. Rồi, con trai bên kia, con cho chú hỏi là con họ tên là gì? Em con Thành Phúc. Thành Phúc hả? Họ Thạnh. Thạnh. Thạnh Phúc. À, con mấy tuổi đây con? Em có 12 tuổi. Con còn đi học không? Không. Con nghỉ học lâu chưa? Dạ lâu rồi. Con có biết chữ không? Biết viết không? Biết. Con có biết viết chữ Thạch Thạch không? Thạch Phúc không? Biết hả? Con nguyên quán ở đâu? Dạ. Con quê quán ở đâu? Con quê quán ở Cột Kè. Gì nữa? Tỉnh Trà Vinh. Con có nhớ mẹ không? Nhớ. Nhớ nhiều không? Nhiều. Con có biết mẹ con đi đâu không con? Không. Không. Thương mẹ dữ không? Con có mong mẹ về với con không? Con lên tiếng đi, con gọi mẹ con đi. Hy vọng là mẹ con đang xem ấy. Bố mẹ ơi về với con, mẹ đừng bỏ các con. Mẹ ơi về với con đi. Đừng bỏ con. Bố mẹ đi đâu mà lâu vậy? Con nhớ mẹ từng ngày một. Hai chỉ được ăn uống đi nói. Thương quá trời thương luôn. Bây giờ thì dù gì vợ anh cũng đi rồi, chưa biết là vợ anh có quay trở về với cha con anh không, nhưng mình phải cố gắng hết sức để đủ sức khỏe tinh thần minh mẫn để nuôi các con. Em nhờ anh, mấy anh trong đội của anh Hải phù hộ, cũng như là giúp tiếp giúp giùm em, rồi cũng như là gán tiền được cho vợ anh dùng. Em rất cảm ơn. Anh em sẽ cố gắng hết sức đăng video nhanh nhất có thể, nhưng rất mong video này được sự lan tỏa nhiều hơn nữa của các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội. Em biết là anh ở trong nhà trọ đó, mà không biết là ở nhà trọ nào thôi. Dạ, rồi anh em sẽ tìm ra nhé. Nhưng mà quan trọng là vợ anh có chịu về hay không thì cái đó là anh em chưa nói trước được.
nhá. Rồi cuối video này cho phép em xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ Quân Thể Bình Dương, em xin gửi lời chào và chúc sức khỏe toàn thể gia đình anh cũng như các con anh. À, hy vọng là trong thời gian tới thì anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ tìm ra vợ anh nhé. Dạ em rất cảm ơn người chân thành. Anh đăng hôm nay cha con anh ấy, từ Cầu Kè Trà Vinh về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng thông tin này, là cái thông tin mà anh chia sẻ này, thông tin là có hoàn toàn có đúng sự thật không, là vợ bỏ đi không? Dạ đúng. Đúng ha. Anh có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Quân Thể Bình Dương ghi hình và đăng thông tin lên mạng không để tìm vợ không? Dạ có. Rồi chúc anh luôn mạnh khỏe. Dạ. Chào anh nhé. Dạ. Chú chào con nha con. Về mạnh khỏe nha. Các chú tìm vợ cho, tìm mẹ cho con nhé. Kính thưa cô chú anh chị các bạn, đây tiếp tục một câu chuyện tiếp theo. Một người mẹ ở một tỉnh rất xa, Trà Vinh, đã rời xa, bỏ xa hai đứa con nhỏ, bỏ một người chồng mà đang đi đâu đó, có thể là thông tin rất bí ẩn. Nhưng mà các cô chú anh chị, mọi người xem video này chắc chắn sẽ hiểu là người mẹ đi đâu rồi. Nhưng mà hy vọng quý vị, nếu ai xem video này thì phát hiện ra người mẹ trẻ sinh năm nay 31 tuổi đang sinh sống tại đâu. Năm 1997. Dạ, thì liên hệ với anh em đội hiệp sĩ Quân Thể Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858. Mục đích chính là anh em biết chính xác thông tin người mẹ trẻ đi đâu và làm gì, tại sao bỏ chồng bỏ con, còn có quay về hay không thì anh em hiệp sĩ Bình Dương không thể can thiệp được. Xin thân ái và chào hẹn gặp lại các cô chú chị bạn trong những video tiếp theo. Thank you.